mạnh lên. Xin giới thiệu với các bạn kèo kỳ pháo nam nhỏ nhà bạn chấp Phú Kiến An chợ mới 3 mét dưới. Điểm 1-0. Điểm 1 đều. Thằng Sáu đang đá bạc cho nên trận đấu dừng lại nghe nè. Sẽ đấu tiếp tục điểm 1 đều. Điểm 1 đều. Điểm 2-1. Điểm 2 đều. Rồi trận đấu đang dừng lại để cho anh em ở ngoài đá bạc. Khẩu trang rồi đưa cho bà Bảy cầu muối mang khẩu trang cho coi.
Điểm hai điều. Điểm 32. Điểm 42. Điểm 52. Điểm 35. Điểm 45. Điểm 5 điều. Trời ơi xa quá xa. Điểm 6 năm. Điểm 6 đều. Dài tỉnh, dài kỹ banh lại chút.
Điểm 76. Thiếu rồi. Điểm 7 điều. Điểm 87. Điểm 8 điều. Vô. Trận đấu tiếp tục 98. Hey!
Đứng vậy em Phú, đứng á, đứng đây đừng ngồi. Đứng gì hết chạy luôn. Hấp dẫn quá các bạn ơi, trận đấu tiếp tục điểm 9 điều, đánh 10 điểm nha, điểm cuối cùng đây. Điểm này bên nào thắng là bên nào nó hốt bạc, một số bạc cũng rất là lớn. Sao ngồi sắt gạt tới hoài trời. Rồi giao chưa nói cho gõ gẹn hết cái này cửa lộn này nha. Rồi chưa? Điểm 9 đều. Ừ. Đừng ai nói chuyện nha, đừng ai nói chuyện. Thở. Vô. Bên ngoài nó kêu. Dạ, nghe đó kìa. Mạnh lên. Oh,